mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc và tiếp tục trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Bách quý vị nhé. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về thể loại chamber music trong âm nhạc thế kỷ 20 ạ. Qua thế kỷ 20 thì bắt đầu xuất hiện một bên cạnh nhạc thính phòng thì nó có một cái xu hướng là xu hướng nổi lên những cái nền âm nhạc các dân tộc khác. Mà trước đây giờ trước giờ chúng ta nói tới âm nhạc chỉ có Đức, Pháp, Ý. Bắt đầu chúng ta xuất hiện Ba Lan, xuất hiện Tiệp Khắc, Hungary, những nhân vật đó thì những cái nhà soạn nhạc đó bắt đầu đóng góp khá lớn cho âm nhạc thính phòng thế kỷ 20. Đầu tiên chúng ta phải nhắc lại một nhân vật lúc nãy, đó là Brahms. Brahms là người viết nhạc thính phòng rất là độc đáo và ông ta có những cái phương pháp, những cái thủ pháp sáng tác khá thú vị đến nỗi mà Arnold Schönberg, nhà soạn nhạc người Áo sau này phải thốt lên nói rằng là đây là một cái kỹ thuật rất độc đáo mà tôi đặt tên nó là phát triển biến tấu. Cái cách viết của Brahms. Sau Brahms thì chúng ta có một nhân vật đó là César Franck, người Pháp, cũng khá nổi tiếng về với nhạc thính phòng. Rồi chúng ta cũng có Claude Debussy của thế kỷ 20 với những tác phẩm rất là nổi tiếng, tiêu biểu nhất là Tứ Tấu Dây số 10, được coi là Debussy là người góp phần cho âm nhạc thính phòng nó thoát khỏi những cái khuôn khổ cứng nhắc mà người ta thiết lập để mà trình diễn trong một cái phạm vi nhỏ, một cái phòng. Bên cạnh đó thì chúng ta có như tôi nói lúc nãy là âm nhạc thính phòng của những dân tộc bắt đầu mới nổi như là Antonín Dvořák, Bedřich Smetana của Tiệp Khắc, đó là những người đã có những cái tác phẩm âm nhạc thính phòng mà người ta gọi là nationalism, tức là theo cái chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa quốc gia rất nổi bật vào thời kỳ này. Ngoài ra chúng ta không thể không nhắc tới một nhân vật khá là nổi bật của âm nhạc thính phòng thế kỷ 20, đó là Béla Bartók của Hungary, đó là đã đóng góp nhiều cho nền âm nhạc thính phòng mang tính dân gian của thế kỷ 20. Dạ, vậy thì các kỹ thuật đương đại có được áp dụng nhiều vào trong các tác phẩm thính phòng không ạ? Nói về kỹ thuật đương đại thì cái mà đầu thế kỷ 20 người ta hay nhắc tới nhiều nhất đó là cái người ta gọi là dodecaphone, tức là thăng âm 12 âm. Chúng ta thăng âm ngày nay thì có 7 âm, dạ. Hoặc là một số thăng âm có 5 âm, nhưng mà thăng âm của gọi là nó chi phối âm nhạc đầu thế kỷ 20 là thăng âm 12 âm do Arnold Schönberg là người khởi xướng, đó cũng là một phần của loại âm nhạc chuỗi. Sau đó thì sau Schönberg là người Áo, chúng ta có Darius Pio, một nhà soạn nhạc người Pháp, thì lại dùng một cái kỹ thuật khác gọi là kỹ thuật đa âm thể. Đa âm thể có nghĩa là một bè thì theo âm thể này, bè theo âm thể khác. Chúng ta bắt đầu xuất hiện nữa cái loại âm nhạc thính phòng của một cái dân tộc mới nổi, đó là người Mỹ. Trong đó có một nhân vật khá là đặc biệt, đó là Charles Ives, là một nhà soạn nhạc cũng dùng đa âm thể, mà thậm chí ông không những là dùng đa âm thể mà ông còn dùng một cái kỹ thuật mới gọi là đa nhịp. Đa nhịp có nghĩa là ở trên là nhịp 24, bè dưới là nhịp 68, hoàn toàn khác nhau. Thì đó là một cái đặc biệt. Như tôi nói lúc nãy là nhạc thính phòng bây giờ nó rời khỏi phòng rồi, nó đi ra nhà hát rồi, và nó đi tới cái mức độ là quái lạ nhất là trường hợp tác phẩm thính phòng viết cho máy bay trực thăng. Nó có cái tên là Tứ Tấu Helicopter Quartet của Stockhausen. Ông ta viết cho 4 người nhạc công mà mỗi người ngồi trên một cái máy bay trực thăng và thu âm cái đó, thu tiếng violon cộng với cái tiếng máy bay à? Cái tiếng chật 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 của cái quạt máy. À dạ. Và ông ta gọi là cái nhạc thính phòng với một cái cái gọi là cái màu sắc nhạc cụ hoàn toàn mới, đó là cánh quạt máy bay trực thăng. Ví dụ như thế. Và để khép lại chương trình kỳ này thì chúng tôi xin mời quý vị cũng như là tiến sĩ Nguyễn Bách, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tác phẩm Rafaga của nhạc sĩ Turina với phần biểu diễn guitar của nhóm Sài Gòn Chamber Music. Và tác phẩm này cũng sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bách đã có rất là nhiều những thông tin chia sẻ thú vị cho Gõ Cửa Âm Nhạc ạ.
vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Gõ Cửa Âm Nhạc với chủ đề giới thiệu thể loại Chamber Music với những tác phẩm âm nhạc nhiều màu sắc. Hy vọng là chương trình đã đem lại cho quý vị những khoảnh khắc âm nhạc thật là thú vị, và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo của Gõ Cửa Âm Nhạc.